Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì đối với tất cả Pháp không chấp trước, nên chẳng nên trụ sắc, cũng chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức, chẳng nên trụ nhãn xứ, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng nên trụ sắc xứ, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng nên trụ nhãn giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng nên trụ sắc giới, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng nên trụ nhãn thức giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng nên trụ nhãn xúc, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng nên trụ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nên trụ các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên trụ địa giới, cũng chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới, chẳng nên trụ vô minh, cũng chẳng nên trụ hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não. Chẳng nên trụ bố thí ba la mật đa, cũng chẳng nên trụ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ pháp không nội, cũng chẳng nên trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Chẳng nên trụ trơn như, cũng chẳng nên trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Chẳng nên trụ thánh đế khổ, cũng chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo, chẳng nên trụ bốn tịnh lự, cũng chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng nên trụ tám giải thoát, cũng chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng nên trụ bốn niệm trụ, cũng chẳng nên trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không, cũng chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Chẳng nên trụ năm loại mắt, cũng chẳng nên trụ sáu phép thần thông, chẳng nên trụ mười lực Phật, cũng chẳng nên trụ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng nên trụ pháp không quên mất, cũng chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả, chẳng nên trụ trí nhất thiết, cũng chẳng nên trụ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng nên trụ tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng chẳng nên trụ tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng nên trụ quả dự lưu, cũng chẳng nên trụ quả nhất lai bất hoàn A La Hán, chẳng nên trụ quả vị độc giác, chẳng nên trụ tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng nên trụ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.